Kem thân mến, vậy là chúng mình đã nghe xong bài hát rồi. Kem có tìm được đúng màu sắc mà chúng mình lắng nghe trong lời bài hát không? So today, we are going to learn about colors. Và chủ đề bài học ngày hôm nay chính là về màu sắc. Hôm nay chúng mình sẽ tìm hiểu một số màu sắc trong tiếng Anh. Và đồng thời chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một số đồ dùng học tập trong tiếng Anh mà Kem thường mang đến trường đấy. So, vậy trước khi bài học bắt đầu, Kem hãy cùng cô theo dõi các từ mới và các cấu trúc câu mà hôm nay chúng ta sẽ học nhé. Now first up, vocabulary. So today we are going to learn pencil sharpener, pencil sharpener, crayon, crayon, bookcase, bookcase, blue, blue, black, black, green, green, orange, orange, yellow, yellow, brown, brown. And the model sentences. Is this your school thing? Is that your school thing? Yes, it is. Yes, it is. No, it isn't. No, it isn't. What color is it? It is in color. What color are they? They are in color.